Chương 11. Kể từ buổi tối hôm bị tắt tai, Viễn biệt tâm luôn. Viễn trốn lánh, Viễn sợ phải vào ngõ hẹp rồi không lối thoát. Có thật Viễn biết sợ chăng? Khâm, em đang nghĩ gì đấy? Tiếng hỏi của Văn ngắt ngang dòng tư tưởng của Khâm. Ngồi xuống cạnh Khâm, siết tay người yêu, Văn hỏi: hôm nay em làm sao vậy? Tại sao lại không vui? Ai làm em buồn? Khâm miễn cưỡng trả lời: anh đừng lo, không có gì đâu anh. Thế sao em không vui? Nhìn em buồn anh bức rứt quá. Em đừng có buồn như vậy, em đang nghĩ gì? Khâm nhìn mặt Văn, mặt Văn thật hiền lành, ánh mắt ngây dại thật dễ thương. Nàng thở dài nói: thật không có gì anh à. Anh có thật tình yêu em không? Văn thiết tha: trời ơi, em còn nghi ngờ lòng anh nữa sao Khâm? Không không, em không có nghi ngờ gì anh cả. Văn sụ mặt xuống thề thốt: em cứ yên tâm, lòng anh đối với em thế nào trời đất cũng biết. Tình yêu của anh đời đời kiếp kiếp không bao giờ đổi thay. Em cứ tin đi, đừng có nghi ngờ chi cả. Sống bên nhau từ thuở nhỏ đến lớn mà em vẫn không tin anh sao? Khâm giải thích: không phải em không tin anh, nhưng mà... Khâm lại thở dài: anh Văn, đời này còn biết bao nhiêu người con gái xứng đáng hơn em nhiều. Em nói gì thế? Văn quýnh quán lắc mạnh vai Khâm: em làm sao vậy? Em hết yêu anh rồi sao? Sao em nỡ nói vậy? Thực tình là anh không hiểu em muốn nói gì. Xích lại gần Khâm hơn, Văn nói nhanh: anh tiết lộ cho em điều này, bộ em tưởng hôm nay chỉ là một bữa tiệc mừng đơn giản thôi sao? Khâm nghi ngờ đảo nhanh mắt: thế thì sao? Này, cho em biết, cha anh với mẹ em đã chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay sẽ có một dạ tiệc lớn tại nhà hàng Viên Sơn để tuyên bố lễ đính hôn của chúng ta. Cha đã giữ kín vì muốn dành một ngạc nhiên lớn. Nhẫn đã đặt xong, chiếc nhẫn của em bằng bạch kim. Gia Linh cho anh biết đó. Em cứ giả vờ như chưa biết như thường để mọi người vui lòng nhé. Đúng ra anh không nói với em chuyện này, nhưng nhìn vẻ mặt u sầu của em, anh nhìn không được nên đành tiết lộ. Kể từ nay, đời hai ta sẽ mãi mãi dính liền nhau. Anh sẽ là của em, cũng như em sẽ là của riêng anh. Khâm mở to mắt, chết lặng trên ghế, nhìn Văn đang vui sướng hãnh diện. Lời nói của Viễn lên bền trong óc nàng: hèn gì mẹ bắt em phải đi may quần áo thật đẹp. Khâm thẫn thờ nói: em hết lo lắng rồi phải không? Chúng ta làm lễ đến hôn xong rồi ra trường sẽ làm lễ cưới. Chúng ta sẽ ở với nhau trong ngôi nhà này. Nếu em chẳng muốn thì... Khâm hốt hoảng nắm chặt tay Văn, bàn tay nàng run rẩy lạnh ngắt: anh cho em hỏi, Viễn đã biết tin này chưa? Em muốn hỏi về việc đính hôn của chúng ta. Hắn đã biết rồi, Gia Linh đã mách cho hắn biết. Khâm đứng bật dậy, đưa tay vịn vào tường lão đảo muốn ngã. Văn vội đứng theo đỡ lấy người yêu hỏi dồn: Khâm, Khâm, em làm sao vậy? Khâm hổn hển thở: làm ơn cho em xin ly nước, chuyện bất ngờ quá, em không thể tin được. Đợi chút, anh đi lấy ngay. Văn nói xong bước đi lấy cốc nước mang lại. Khâm cầm ly nước trong tay uống mấy hớp, nàng đã lấy lại được bình tĩnh. Dựa lưng vào tường, nàng nghe tiếng hát của Gia Linh trong tiếng nhạc ồn ào: em ở đầu sông Tương, chàng ở cuối sông Tương, bao năm thương nhớ chàng, bóng chàng sao chẳng gặp, dù uống cùng nước sông. Khâm không dám mở mắt ra, nàng biết Văn đang đăm đăm nhìn mình. Cắn chặt môi, nàng lấy hết can đảm nói nhanh: hãy nghe em nói đi anh Văn, em không muốn chúng ta làm lễ đính hôn hôm nay. Em nói thế là sao? Khâm lặp lại giọng run rẩy: em không muốn làm lễ tối nay, nhất định không thể được, ta phải ngăn chặn lại ngay. Những giọt nước mắt nằm trong khóe muốn rơi xuống. Khâm cố dằn xuống, giọng Văn hối hả: em thấy nó không đủ long trọng sao? Khâm lắc đầu, nước mắt bây giờ đã lăn trên má: không, không phải vậy, chỉ tại em không muốn, em không muốn chúng ta làm lễ hôm nay. Văn ôm ngang người Khâm vỗ về: thôi được, tất cả tùy em, anh sẽ cho cha biết ngay bây giờ, em đừng khóc. Thấy em khóc anh không chịu nổi đâu. Khâm ngồi trở lại, hai tay ôm chặt ly nước, nàng vẫn còn run dù đã cố hết sức để lấy lại bình tĩnh. Trong cơn hôn mê, chợt Khâm nghe có tiếng hét: Viễn đến rồi kìa. Khâm giật mình, nắm chặt tay ghế, nhìn ra cửa vẫn không có Viễn, nhưng có một gã đàn ông mặc đồ công nhân, tay mang quà. Gia Linh nói to: ông Viễn mang quà đến này, anh Văn ơi, ra xem con hôn của anh. Anh Viễn đã cho nhồi rơm xem như thật vậy đó. Gia Linh quay sang hỏi người công nhân: ông Viễn đâu, sao ông ấy lại không đến mà bảo anh mang? Gã công nhân lắc đầu, trao phong thư cho Gia Linh: tôi là thợ chuyên nghề nhồi rơm, ông Viễn bảo tôi mang quà đến đây thôi, còn ngoài ra tôi không biết gì cả.
Gia Linh gọi lớn vào trong: "Anh Vân ơi, có thư!" Vân chạy đến chào cả công nhân, xong đón nhận quà và thư. Tất cả quan khách đều đổ dồn đến nhìn con vật nhồi rơm, trông như con vật còn sống. Họp bàn tán không ngớt. Vân mang thư đến ngồi cạnh Khâm mở ra xem. Vân nói: "Thư này Viễn viết cho cả hai đứa đấy." Vân không mến: "Trước nhất tôi có lời chúc mừng cho hai bạn. Sau một lần săn bắn đáng nhớ, các bạn lại có một ngày đáng nhớ hơn. Tôi không biết phải dùng lời gì để diễn đạt tình cảm của tôi đối với hai bạn, nhưng tôi nghĩ rằng rồi các người sẽ hiểu tôi. Hôm nay gửi đến Văn con vật nhồi rơm này, tôi mong Văn sẽ được thích thú. Suốt đời người có mấy lần đi săn mà lại thành công. Tôi thấy ghen tức với hạnh phúc của Văn lắm đấy. Một người lúc nào cũng thành công trên mọi phương diện, trong khi kẻ khác phải chịu thất bại chua cay. Tôi hay đi săn, nhưng tôi thực không hiểu mình săn được những gì. Cuộc săn của những ngày qua đã để lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm khó quên. Kể từ nay cho đến khi tàn cuộc đời, tôi xin thề là sẽ không bao giờ đi săn nữa. Nói thật với quý vị, tôi thật tình mong mỏi phải chi tôi quên được chuyến đi săn ấy thì hay biết chừng nào. Mong hai bạn tha thứ cho việc tôi không đến tham dự lễ đính hôn, vì mỗi kỳ hè tôi đều phải đi làm để kiếm tiền chi phí cho niên khóa sau. Do đó khi bức thư này đến tay quý vị thì cũng là lúc tôi đang bận rộn với công việc hầm mỏ. Công việc tuy mệt nhọc nhưng tôi yêu thích, vì nó có thể làm cho tôi quên hết mọi chuyện. Được lãng quên là một may mắn lớn cho con người. Xin có lời cầu chúc quý vị được hạnh phúc thật đậm đà, thiết tha hơn những gì mà quý vị đã nghĩ tới. Kỷ Viễn. Vân xếp thư lại, yên lặng một lúc rồi nói: "Một thằng bạn tốt, hắn bị mặc cảm quá nhiều về việc làm anh bị thương." Khâm im lặng không nói gì. Vân tiếp: "Anh không hiểu tại sao hắn lại nhận một công việc mệt nhọc như vậy." Khâm hỏi: "Công việc gì thế anh?" "Công việc ở hầm mỏ. Lúc đầu anh nghe nói hắn đã nhận làm họa viên cho một công ty kiến trúc. Công việc vừa nhẹ vừa được lương cao. Cái thằng thật khó hiểu." Khâm đứng dậy, mang chiếc ly đi ra cửa, bước chân lảo đảo mất mờ lệ, nước trong ly xoay tròn bắn tung ra như những dòng máu trong tim. Khâm hét to trong lòng: "Viễn ơi, Viễn!" Vừa mặt vào sông, nhắm chặt mắt lại: "Viễn ơi, Viễn!" Nàng mường tượng Viễn đang quần quật trong hầm mỏ, đem cuộc đời mình ra thi đua với đá núi. "Viễn!" "Vâng, Khâm hiểu." Viễn đang cực lực làm việc để quên, và có thể chàng sẽ chẳng bao giờ trở về. Bàn tay run rẩy, chiếc ly rơi xuống vỡ tan, những mảnh pha lê đọng nước văng tứ phía. Khâm bước vội về phòng tắm, cài chặt cửa lại, nàng ngồi gục mặt vào tay khóc ngất.